Campuchia vỡ òa, chắp tay cảm tạ bác sĩ Việt Nam vì đã cứu sống loạt bệnh nhân nước họ khỏi tay tử thần. Xin chào các tình yêu đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, do những hiểu nhầm từ quá khứ chưa được làm rõ, ngày nay có rất nhiều người Campuchia vẫn luôn thù ghét Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2014, tờ Phnom Penh Post đã từng đăng tải bài viết nói thẳng rằng trong số 20 người bạn của tôi có tới 17 người ghét Việt Nam. Bài viết này nhanh chóng gây rúng động dư luận Campuchia và cả Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Cứ tưởng là những định kiến về Việt Nam trong mắt các bạn Campuchia sẽ thật khó mà xóa nhòa. Nhưng thật đáng ngạc nhiên làm sao, mới đây người dân Campuchia đã đột nhiên quay xe 180 độ, lên mạng xã hội đua nhau nói lời cảm ơn vô bờ bến đến cho người Việt Nam. Thậm chí là nhiều bạn Campuchia còn nói họ yêu Việt Nam. Đòi kéo nhau sang Việt Nam và nói rằng Việt Nam chính là vị cứu tinh cứu vớt cho sự sống của họ. Tại sao lại như vậy? Thực hư người Việt Nam đã làm gì cho người Campuchia mà khiến họ phải quay xe chuyển từ ghét sang yêu như thế? Mời các bạn hãy cùng mình tìm câu trả lời ngay bây giờ nhé! Chuyện là mới đây, truyền thông Campuchia đã không khỏi dậy sóng khi liên tiếp chia sẻ những câu chuyện nói rằng nhiều người Campuchia dù gặp tình trạng nguy kịch, thập tử nhất sinh, nhưng sang Việt Nam vẫn được bác sĩ Việt Nam cứu sống. Loạt tin tức này không khác gì là một điều kỳ diệu với người Campuchia và họ đã tôn bác sĩ Việt Nam làm thánh sống. Đầu tiên là câu chuyện về một bé gái Campuchia. Vào chiều ngày 11 tháng 4, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, đội ngũ y bác sĩ đã tận tình điều trị, cứu sống một bé gái người Campuchia. Bé gái tên là Si.Si.Vi, 4 tuổi. Là người Campuchia đang sinh sống tại địa bàn giáp danh tỉnh Bình Phước. Mẹ bệnh Nhi cho biết bé sốt cao liên tục 2 ngày, điều trị tại Campuchia mãi không giảm. Đến ngày thứ 3, bé mệt nhiều, ói máu, ly bì, nên người nhà đưa qua biên giới đến phòng khám tại tỉnh giáp danh là Bình Phước, được chẩn đoán sốt xuất huyết. Nhận thấy con yếu dần, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bé V nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 26 tháng 3 trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết. Bé bị suy hô hấp, mạch huyết áp khó đo, sốc kéo dài, suy đa cơ quan, tổn thương gan thận rất nặng và mất máu. Tại Việt Nam, bé V đã nhanh chóng được cho thở máy, chống sốc với dung dịch điện giải, cao phân tử, truyền bù các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch và trợ tim. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng huyết động vẫn chưa ổn định. Bé được tiến hành giải áp ổ bụng, lọc máu liên tục và điều trị bảo tồn gan. Sự cố gắng của các bác sĩ đã không uổng phí, hiện bệnh nhi đã được ngừng lọc máu, cài máy thở và ra khỏi phòng hồi sức tích cực, tăng cường dinh dưỡng. Điều thần kỳ đã thực sự đến từ cửa tử, bé gái đang dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Đang nói là bé V có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không chỉ được các bác sĩ Việt Nam cứu sống, mà còn được các nhà hảo tâm Việt Nam quyên góp ủng hộ thông qua phòng công tác xã hội của bệnh viện. Chứng kiến con gái khỏe mạnh trở lại, gia đình bệnh nhi xúc động bật khóc và cúi đầu cảm tạ bác sĩ. Câu chuyện của bé V hiện đang được cư dân mạng Campuchia rất quan tâm và trên mạng xã hội Facebook, giang cư mật nước này để lại những bình luận thế này. Niềm hạnh phúc không mua nổi bằng tiền, em bé đã được sinh ra lần thứ hai. Cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã cứu chữa cho cháu bé. Đây là lần thứ 3 trong tháng này mà tôi đọc được tin tức bác sĩ Việt Nam cứu sống người Campuchia. Biết ơn vô hạn, tôi yêu Việt Nam. Y học Việt Nam đã đi trước chúng ta 30 năm, cảm ơn Việt Nam đã cứu sống rất nhiều người Campuchia. Giờ bị ốm chỉ cần sang Việt Nam là được cứu sống. Câu chuyện này khiến tôi khóc, chi phí chữa bệnh rẻ, bác sĩ tận tâm và tài giỏi, những điều Việt Nam có, Campuchia chưa có. Đó là những tâm sự của các bạn cư dân mạng Campuchia, chẳng thấy chút sân si hay tiêu cực nào như mọi lần mà chỉ toàn lời cảm ơn sâu sắc. Và cũng như một số bạn Campuchia nhận ra, đây không phải lần đầu bác sĩ Việt Nam đã cứu sống người Campuchia. 3 tháng trước, cũng có một câu chuyện đặc biệt gây xúc động trên truyền thông Campuchia và được đài truyền hình của nước này đưa tin. Cụ thể, Bệnh viện Pháp Việt thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống bệnh nhân Chun Setina, 36 tuổi, quốc tịch Campuchia, bị rối loạn đông máu hiếm gặp khiến chị chảy máu không ngừng sau sinh. Theo đó, thì chị Setina sinh con lần 3 tại một bệnh viện ở Campuchia. Tuy nhiên, sau sinh thì chị sốt và chảy máu không ngừng. Nghi ngờ chị bị băng huyết, các bác sĩ đã mổ 2 lần nhưng tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn. Do đó, bệnh viện này đã liên lạc với một số bệnh viện tại Việt Nam và được chuyển đến Việt Nam chữa trị. Được biết thì chị này đã mắc phải một triệu chứng cực hiếm và dường như là Campuchia chưa có một phương thức trị khỏi, đó là mắc hemophilia. Là một bệnh có tính chất di truyền, gặp chủ yếu ở nam giới, chỉ khoảng 1 ca trên 1.000 dân mỗi năm và thường gặp trên bệnh nhân lớn tuổi có các bệnh nền như ung thư, mỡ máu. Tuy nhiên, trường hợp này là nữ sản phụ trẻ tuổi nên tỷ lệ mắc phải càng hiếm. Bệnh có thể gây nguy hiểm cực nhanh vì triệu chứng chảy máu liên tục. May sao mà sau một tháng điều trị tại Việt Nam, cùng hơn 40 y bác sĩ đã tham gia điều trị tích cực, sản phụ Campuchia đã hồi phục, thoát cửa tử và được xuất viện. Biết tin mình khỏi bệnh và về nhà sớm, chị Setina nghẹn ngào nói rằng: "Tại Việt Nam, tôi như được sinh ra lần nữa."
Hay cách đây mấy ngày thôi, hồi ngày 8 tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cứu sống một bệnh nhân của Campuchia bị đột quỵ rất nặng, đã quá thời gian vàng nhiều ngày. Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 68 tuổi, quốc tịch Campuchia, sống tại thành phố Phnom Penh. Bệnh nhân bị tác động mạnh thân nền trên nền bệnh lý dung nhĩ, nhịp tim không đều, dẫn tới hình thành cục máu đông. Theo bệnh sử, trước đó thì người bệnh được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viện của nước bạn trong tình trạng liệt tứ chi, mất ngôn ngữ hoàn toàn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Campuchia đã nhanh chóng liên hệ và đưa bệnh nhân này đến Việt Nam càng sớm càng tốt. 10 tiếng sau thì bệnh nhân đã được bệnh viện SIS Cần Thơ tiếp nhận. Tại đây, tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc bệnh viện xúc động kể lại: "Tình trạng đột quỵ rất nặng, đã quá thời gian vàng nhiều ngày, khiến cho người bệnh chỉ còn vài phần trăm cơ hội phục hồi trở lại. Còn nước còn tát, bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa với hy vọng phép màu sẽ đến với bệnh nhân." May sao, với nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân Campuchia đã được tái thông thành công mạch máu. Sau can thiệp, bệnh nhân đã cử động được nửa người bên trái. Các bác sĩ đang tiếp tục điều trị để phục hồi chức năng cho người bệnh. Bệnh nhân Campuchia đã thoát khỏi cửa tử một cách thần kỳ. Sau tất cả những câu chuyện kể trên, chắc các bạn cũng cảm nhận được y tế Việt Nam ta vượt trội so với khu vực như thế nào. Việt Nam chúng ta là quốc gia tuyệt vời để các nước bạn trong khu vực đến thăm khám và chữa bệnh nhờ nền y học uy tín cùng đội ngũ y bác sĩ chẳng thua kém gì các cường quốc đâu. Chắc là các bạn không biết, tại nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh có phiên dịch viên tiếng Campuchia và tiếng Anh để phục vụ bệnh nhân nước ngoài. Mỗi năm có tới hơn 15.000 bệnh nhân Campuchia đến Việt Nam thăm khám. Bác sĩ Tạ Thanh Liêu, Phó trưởng khoa ngoại 1 Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh nói: "Người Campuchia qua khám điều trị bệnh nhiều là do địa lý gần, giá cả vừa phải và chất lượng dịch vụ tốt so với nhiều nước trong khu vực." Trong khi đó thì bác sĩ Mai Bá Tiền Dũng, trưởng khoa năm học Bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trung bình một tuần có trên 20 bệnh nhân Campuchia qua khám các bệnh lý về nam khoa. Bác sĩ chia sẻ thật tâm như sau: "Tôi có hỏi lý do, một số nói hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì ở bệnh viện có các chuyên ngành đặc biệt mà ở nước họ không có và một phần họ nghe tiếng tăm về trình độ của bác sĩ Việt Nam." Theo bác sĩ Dũng, ở các nước châu Á trung bình giá một lần khoảng 100 đến 200 đô la Mỹ tùy chuyên khoa, trong khi ở bệnh viện bình dân thì mức giá khám chỉ khoảng 5 đến 10 đô la Mỹ. Chi phí nối ống dẫn tinh ở bệnh viện chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ mà thôi, trong khi nếu thực hiện thủ thuật này ở các bệnh viện quốc tế, giá cả phải lên đến 6.000 đến 10.000 đô la Mỹ. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, trưởng phòng kế hoạch và tiếp thị bệnh viện quốc tế City GIS cho biết: "Mỗi năm bệnh viện này thu hút hơn 30.000 bệnh nhân đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Nga. Trong đó, số lượt khám chữa bệnh cho bệnh nhân Campuchia chiếm 90% cho các bệnh tiểu đường, tim mạch, tiêu hóa, ngoại tổng hợp." Giải thích vì sao mà bệnh viện lại thu hút được nhiều người Campuchia đến khám chữa bệnh như vậy, bà Thúy tiết lộ tại bệnh viện quốc tế City, họ có văn phòng dành riêng cho khách Campuchia, có đội ngũ nhân viên người Campuchia, có nơi để hành lý, nghỉ ngơi, quầy thức ăn nhẹ. Thậm chí tọa lạc tại quận Bình Tân, bệnh viện còn đầu tư cả xe đưa đón từ bệnh viện đến bến xe Campuchia hoàn toàn miễn phí. Bà Thúy nói, đội ngũ nhân viên người Campuchia sẽ hỗ trợ mở hồ sơ, dẫn bệnh nhân đi khám, trả kết quả cũng như là làm hồ sơ xuất viện. Khi ra về thì mỗi khách sẽ nhận được phần quà thiết kế dành riêng cho khách Campuchia thay cho lời cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Bảo sao mà người Campuchia ùn ùn kéo đến Việt Nam như vậy, vừa gần vừa tiện, vừa rẻ lại vừa uy tín, ngại gì mà không thử. Nói tóm lại, thực tế thì ngành y tế Việt Nam có nhiều vấn đề tồn đọng liên quan đến trang thiết bị, vật tư, dịch vụ y tế. Nhưng xét về trình độ của những bác sĩ hàng đầu thì tuyệt nhiên không thua kém các quốc gia trong khu vực và thậm chí là trên thế giới. Chưa nói đến các bệnh viện tuyến đầu cả nước về điều trị bệnh như các bệnh viện ở Hà Nội, bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Huế, mà ngay bệnh viện đa khoa tỉnh, các bác sĩ cũng có chuyên môn kiến thức, kỹ năng rất tốt. Thi đỗ vào bác sĩ là một chuyện cực khó, hoàn thành 6 năm học y ở Việt Nam lại càng nan giải và khó khăn hơn. Đó chính là lý do tại sao bác sĩ Việt Nam ngày càng giỏi và càng mang đến niềm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân như vậy. Không chỉ là người dân trong nước mà cả các nước láng giềng lân cận như là Campuchia. Mình tin rằng là với những tin tốt liên tục xuất hiện trong thời gian qua, Việt Nam sớm muộn gì cũng trở thành điểm đến số 1 cho bất kỳ người Campuchia nào, cũng như là kéo theo sự chú ý của các quốc gia khác trên thế giới. Các bạn có đồng tình với quan điểm của kênh không? Và bạn có cảm nhận ra sao sau khi xem video này? Hãy để lại những bình luận bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.